Anh làm gì anh dép hoài vậy? Có mấy con mì anh dép hoài á. Bộ cả nhà. Này đúng đúng nghĩa là thơm ngon cái giọt cuối cùng này, thơm ngon cái sợi cuối cùng luôn. Dép từng sợi mì luôn. Anh làm hồi là cứ như là đem vô úp thôi chứ khỏi cần rửa. Nó sắc quá là khỏi rửa. Làm quá. Rồi, xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà. Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình có tụi mình có chuẩn bị một dĩa mực với tôm này. Bạch tuộc không một cái này là bạch tuộc hay tôm này, cái này coi nè. Cái này là tôm sú à, tôm thẻ. Hôm nay tụi mình sẽ luộc nha cả nhà. Luộc mới tôm, bạch tuộc thì cũng hơi bị lớn nha. Này sẽ luộc với này nè cả nhà, Pepsi nè. Pepsi nước ngọt tính mua, đúng rồi, là luộc với Coca mà. Coca với Pepsi luôn nè. Giờ tụi mình sẽ bắt đầu luộc nha. À, luộc giờ để nước vô hay là mình xào trước nè? Thử em sao cũng được, đang thử anh làm sao được. Cái nhà coi con mặt tục chắc thành nướng luôn á. Ồ bự dã man. Hồi sáng mình mua 5 số con lận. Rồi về mình có cắt nhỏ nhỏ vậy cho nó gọn á cả nhà. Chừa là có 1 con bự. Lúc trước mình có nướng món này rồi, giờ mình làm thử món luộc thử coi. Cái chảo này nè. Để không nha. Để con thử đem, để thử coi. Đây là chảo nướng. Chảo này là chảo nướng. Hôm nay mình luộc thử cho nó chắc khác bữa đi cả nhà. Ngồi cho nó săn săn cái mình để nước ngọt vô. Ừ. Cái phần bạch tuộc với phần tôm này là mình không có ướp gia vị gì hết cả nhà. Mình để xong vậy. Ủa tối. Gì nữa? Mà chảo này theo như mình nướng mới đúng nè. Đúng không? Ừ. Ủa rõ rồi kìa. Để tôm phụ anh đi. Để tôm nãy có mấy mớ cắt cho bớt cả nhà, tại vì sợ nó bự quá. Còn con này là nguyên nè, nguyên si. Còn mấy con kia nó con mình ảnh là còn bự á, còn nhiều ấy trơn à. Nhiều quá ta, hết không? Để thêm bớt. Đây tăng lớn. Lâu rồi thì tụi mình không ăn mọn lại cái món mà bạch tuộc luộc cả nhà. Mà bữa nay đặc biệt là luộc với nước ngọt nha. Cái này nãy mình không có ướp gì hết trơn á, mình không có ướp xả trước. Trong cái bạch tuộc này thì nó độ biển cho nên nó có độ mặn rồi cả nhà. Mình đó mình nhớ là mình có ăn lại cái con bạch tuộc này một lần phải không? Đúng rồi. Mà bữa đó nướng than đó. Đúng rồi. Mình không biết mình nướng là mình để ướp gia vị nữa cả nhà. Cái tới chừng mà nướng lên á, đầu vô nó mặn quá. Nó mặn. Giả mang. Giờ rút kinh nghiệm mày. Mua bạch tuộc gì á thì rửa sạch thôi. Thế đó. Ủa cái này mình không để nước mà nó ra nước ghê nha. Hải sản ra nước. Mẹ ra nước. Thơm ha. Bắt đầu thơm rồi cả nhà. Khi mà mình luộc thì mình sẽ dặn cái nút của chảo lại. Mình nấu nước nó sẽ không hết luôn. Hết luôn. Giảm ra đó không có. Rồi mình nướng thì mình tháo nút ra. Hết nước ra ngoài nó sẽ khô cái mặt của mình. Ủa, cái nhà con nè, nó bắt đầu đỏ đỏ. Cái này dám hỏi đủ nước mình khỏi chế Coca luôn, Pepsi luôn á. Phải chế. Tại vì nước cái nhà biết sao mình phải chế sao. Tại cái phần nước ngọt của mình nó là giống như nó ngọt quá em, giống như đường vậy. Khi mình để vô sớm quá anh sợ hồi nó khéo. Không có đâu, tại anh sợ thôi chứ nghĩ không có. Tại vì cái này nó còn nước nó không có bị khô. Mà khô mình nướng là nó mới khác. Tại thấy nước ngọt nó ngọt quá chừng. Không có, giống như nước đường vậy cái nhà. Thế em nghĩ vậy, nhưng em không nghĩ vậy, tại nó còn nước, nó còn đủ nước thì nó sẽ không khét đâu. Nào nó khô chảo rồi nó khét. Thơm quá. Thơm mà thơm. Thơm giống như món nướng vậy. Hai dầm để nước ngọt ha. Được chưa? Đúng rồi. Cái này đi. Hôm nay gió nó không có bị bê nữa nè, gió nha, ít gió nha. Giờ nhiều gai vậy ha. Hàng còn mà còn tem còn mới nha. Mấy gì hơi quá trời. Để nước ngọt vô nè. Ồ, xì bạc luôn. Mắc nở rồi mọi người ơi. Giận quá. Nói chung là lần đầu tiên tụi mình luộc kiểu này cả nhà. Luộc với nước ngọt. Da hết lóc rồi mà. Hết lóc rồi đó. Bông mới. Giờ chờ khi nào nó chín là ăn thôi. Rồi thì cái chảo bạch tuộc với tôm của mình đã luộc xong rồi cả nhà. Chúng Coca. Đi Pepsi chứ. Pepsi. Cái thơm Pepsi.
Sao nãy cho bự bự mà sao nó ép vậy? Nó teo luôn. Ồ, nó teo quá. Ồ, mình tranh thủ ăn với nó chín cũng ngon nè. Để hạ lửa đi. Chín gì vừa thôi. Để hạ lửa. Thôi, nghĩ tắt lên chín rồi, tắt đi. Ok, để cho nó nóng nóng. Thờ coi nè. Teo quá thì teo luôn. Teo héo rồi cả nhà. Của em tự ấy đi. Ok. Ngoài thôi. Thấy thèm quá cả nhà. Mà không biết là hương vị nó như thế nào đây. Thôi. Cái nhà mới bao cháo mình luôn nha. Rồi giờ mình mang cái nhà nè. Mà mọi người, trước tiên là dùng thử một miếng bạch tuộc nha. Rồi quá. Vô. Vô. 1 2 3. Vô vô. Bữa nay tụi mình quay mà có 4 thành viên luôn cả nhà. Có con gà làm sao nó gái tẹt té làm sao. Này có ảnh tham gia nữa. Ngọt quá. Bạch tuộc đó lộn. Bạch tuộc, bạch tuộc luôn. Đó là nó vừa to luôn. Bạch tuộc. Bạch tuộc. Bạch tuộc nó thấm với cái Pepsi nó ngọt ghê luôn á nhỉ. Bạch tuộc này nó thấm. Đâu để anh thử cái nước coi sao mà nó ngọt hết. Ăn con cái miếng mà bạch tuộc tí vô á, thấy nó ngọt liền. Ngọt kiểu như như một cái đường. Đúng rồi. Rồi mình chấm chung với cái nước mướp xanh. Mướp xanh. Tôi nói gì nữa này. Bữa này sao? Bữa này sao ta? Bữa này lộn quậy. Chua chua cay cay. Ngon cái nhỉ. Bữa nay làm như lâu lắm rồi không quay clip lại nên bị tổ tát. Bữa giờ gia đình có công việc với tụi mình không có ra video cho cả nhà xem được. Dạ cũng muốn tham gia nó gái hoài ta. Gà bữa mẹ vợ cho cả nhà. Mẹ gửi vô cho. Bữa về tính gà này á, gà đó đó là tụi mình tính làm một clip nữa quay cho cả nhà xem á, mà bữa giờ thấy thấy nó gái gì dễ thương quá cả nhà, cái mẹ mình nói thôi để nuôi luôn. Ăn được không? Được. Bạch tuộc ngon quá, cơm cũng ngọt đó cả nhà, cơm cũng ngọt. Hai cái nước này ngọt quá, mình để hồi để mì cho ta. Ngọt quá bỏ cũng ổn ha. Để mì vô. Để mì vô ăn coi sao cả nhà. Ngọt ngay luôn á. Bữa nay là lần đầu tiên luộc bằng Pepsi. Và lần đầu tiên ăn thử để mì vô ăn thử. Đã quá Pepsi ơi. Bữa nay vừa Pepsi vô uống nước con Pepsi nè. Hân hạnh tài trợ chương trình này. Quảng cáo luôn mọi người ơi. Không, không quảng cáo, tại nó giỡn không quảng cáo nha cả nhà. Kênh của mình không quảng cáo nha. 2 3 vô. Rồi mời cả nhà nha. Mời mọi người. Mời cả nhà luôn. Cái nước chấm này ăn phù hợp với món này ghê anh. Chua chua cay cay. Mà vừa ăn lắm. Có quép tự nhiên nhất. Có ăn quép đại được. Nó thơm á. Thơm màu chanh á. Có màu chanh á hả? Dạ. Đây là muối, muối ớt xanh á. Muối chanh. Nóng á. Mà mặt này mình luộc vừa thôi. Chứ mà luộc cứng nó ra lắm. Nó bị teo chưa? Ừ. Thôi anh mở ra lên để mì vô ha. Để mì vô. Thử để mì vô ăn sao cả nha. Nhưng mà anh nghĩ anh nên để cái gói gia vị vô luôn cho mặn mặn lắm, thứ mặn này ngọt lắm. Này ăn thử cái gói mì bò. Này nay không có ăn mì Hàn Quốc, ăn mì Việt Nam. Thì mình sẽ để vô đây một chút bịch hạt nêm nha.
Nhưng mà anh nêm lại coi, để hai bịch hả nói, để một bịch thôi. Cái này là bịch bò, nay ăn mì bò, bây giờ là có cái bịch bò rồi. Rồi sao dính vô? Để một bịch cái mình nêm thử coi vậy như thế nào. Làm nó mì bằng nước coca luôn đó nhỉ. Pepsi. À Pepsi, cũng quên bài luôn ức. Nước nhỏ. Không hay ghê. Đây là mì bò. Cái gì vậy? Mì bò bạch tuộc tôm. Thơm, thơm giá me. Thơm ha. Em nêm thử. Này là mì tôm mà đúng mì tôm luôn, có tôm luôn. Rồi, để thêm một gói nữa, cuối tháng rồi. Rồi, rồi. Rồi. Sao? Rồi. Bây giờ mình để thêm một gói nữa đi. Gói bỏ. Cho thơm. Rồi, phải hút, rồi, phải hút. Úp sạch rồi, úp sạch, uống nước đi. Cho nó thơm cái hương vị bò luôn. Anh nên thử rồi nó vừa cái gì vậy không? Anh nên thử. Để, quay lên nha. Chứ để hồi khi mình đi để hai em đem hai cái mì á để hết nêm vô sợ mặn. Em nêm thử coi. Mình để cái bịch bột nêm vô. Thơm lắm. Em nêm thử đi nó thơm. Thơm nha. Thấy không? Cũng còn ngọt nữa nè. Ừ. Mày để nha. Để luôn. Để luôn. Thôi. Cái độ ngọt nhiều quá. Tại vì cái Pepsi á. Cái ngọt mà nó độ ngọt nhiều. Rồi nêm thử đây. Cầm để mì vô. Qua ông gấp được, ông gấp ông ăn tự nhiên đi, không sao đâu. Ăn để mì vô mà. Ông ăn trước đi. Ông thích nào mà. Vẫn còn ngọt, nhưng mà để đại nữa. Chứ đồ mặn là phải có một miếng muối gì đó nữa mà. Để dầm để mì vô luôn đấy. Đó. Để hai gói đi. Hai gói đi. Hai gói ba củ cháo đủ. Đó. Rồi em ăn từ từ đi nha. Chứ để hồi Mỹ nở ăn không kịp. Đi gấp cháu yêu. Đi gấp được không? Được. Muốn mở gấp luôn. Nhà Mỹ chín rồi. Giờ tụi mình sáng mì nha. Ừ. Mời cả nhà nha. Được không? Được. Thôi gấp dũng đi mà. Tại vì này được trơn. Em gấp gấp. Ừ, gấp cao ngủ đi. À, để Nhi gấp cho. Mì ngọt quá. Đúng rồi. Ngọt ngon á. Nước ngọt. Nước ngọt mà kiểu ngon đó nha. Chứ không phải là ngọt cái kiểu khó ăn đâu. Ngon. Với thơm cái mùi bò á. Mình tranh thủ mình ăn mấy con này nó chín quá anh ơi. Ta tắt lửa mì nó chín rồi nè, mì chín rồi nè. Mì mau chín rồi. Qua đây hát. Bây giờ em nghĩ vậy không biết chừng nào làm lại không? Chưa biết nè. Nóng. Nóng rồi. Không để mì vô ăn hợp dưới chứ. Ngon ha. Ừ. Để mì vô ăn hợp lắm các em. Cái nướng rất là ngọt, ngon. Này thêm vài con rau nha cũng ngon. Ừ, quế. Ừ. Kệ đi, có chi dùng lấy đi. Giờ giống như mì xào rồi cả nhà ơi, hết thành rút hết nước trơn rồi. Rút nước hết trơn. Ăn món này ngon quá, ô cháu mình ăn gần hết luôn rồi. Ô cháu mình chia nó là xong luôn. Hồi nãy hai gói ăn hết luôn cả nhà. Cái mình mới để thêm gói nữa. Cái nó rút nước hết trơn. Ngon ha. Mà nấu mì bằng coca này là tuyệt vời luôn á.
nó có chất ngọt á. Ừ. Nước ngọt. Cái này ăn hết hải sản rồi. Ừ, có một miếng này đi. Dạ, cháu cắt lần rồi. Cảm ơn. Em miếng này. Đi đều hết rồi. Hôm nay là hôm giống cái gọt cuối cùng luôn. Cái phần nước nó hơi bị sắc xuống, hơi mặn. Giờ hơi mặn hơn. Ừ. Rái thì nó ngọt. Nó là thơm ngon, tới giờ cuối cùng anh em nói thiệt luôn. Hết luôn rồi. Ừ. Tại nhà mình cũng hảo mì lắm đó nha. Bà của cháu mình cũng hảo mì lắm. Khi bữa nào ngán cơm á, lấy cái mì nấu ăn. Ừ. Ừ, bao cơm. Mỗi người con ha. Chia đều luôn. Ừ. Không biết nào. Chia đều luôn. Em nào. Chia luôn. Dế phải sạch luôn. Rồi rửa cho nó dễ. Nhà ba cô cháu ăn giỏi quá. Ừ. Con tôm nhìn nó thấm gia vị vô nó ngon vô, vừa ăn đây vừa không? Thấm gia vị nãy giờ gia vị mì tôm mà nó thấm vô. Giờ nó vừa ăn nó sợ. Để cho nó ăn. Ăn tôm mà thơm mùi bò. Tại vì mì bò á. Ừ. Anh làm gì anh vét hoài vậy? Có mấy con mì anh vét hoài á. Bò uống cả nhà. Cái này đúng nghĩa là thơm ngon cái giọt cuối cùng này. Thơm ngon cái sợi cuối cùng luôn. Ừ. Vét từ sợi mì luôn. Anh làm hồi là cứ như là đem vô úp thôi chứ khỏi cần rửa. Sắc quá khỏi rửa. Đồng quá. Đúng là hôm nay mình ăn cái món này nó khác với quẹp bình thường. Chỗ là mình luộc chung với xi cái nhà. Thì ăn cái con tôm với con gà tuột á, nó thấm vô nó rất là ngọt luôn á. Ừ. Nó có đồ ngọt ngọt dễ ăn ha. Nói chung cũng lạ miệng lắm cả nhà. Ừ. Mình thấy cảm thấy là cái độ ngọt đó, nó tăng lên khi mà luộc kết hợp với Pepsi. Đúng rồi. Rồi mình chấm với nước chấm vừa cay cay chua chua mà mặn mặn nó rất là ngon vừa ăn luôn. Lâu rồi em thấy con cháu cũng đâu có ăn lại hải sản đâu. Cảm giác rất là thèm thuồng với đại chiến như vậy. Đúng rồi. Mình cảm. Nãy bạn thấy sao? Ngon không? Lần đầu tiên được ăn món bạch tuộc với tôm thẻ luộc Pepsi. Rất là ngon và ngọt, có độ ngọt thanh của nước ngọt. Nếu mà mọi người yêu thương cơm miệng thì yêu với Philly, cũng như là Việt Nam Cặp Bồ cũng nên được ủng hộ người nhiều và đăng ký bình luận nha mọi người. Rồi, cảm ơn Bill. Cảm ơn Bill. Ta. Thì video của bao cháu mình cũng xin kết thúc ở đây cả nhà. Không, mà trước khi kết thúc thì em xin nhấn mạnh là một điều là tụi mình không quảng cáo cho FC gì cả nhà. Thì cả nhà có thời gian hay là có muốn làm cái món này có thể là luộc chung bất kỳ nước ngọt nào cũng được, như Coca hay là cái gì cũng được, xá xị gì cũng được. Nhưng mình đã tưởng là mình quảng cáo FC nữa. Mình đa cũng được. Đúng rồi, nãy giờ cứ nói hoài, sợ cả nhà hiểu lầm á. Ừ. Đúng rồi. Rồi giờ kết thúc được chưa? Kết thúc được. Thôi thì video của bà cháu mình cũng xin kết thúc ở đây cả nhà. Rồi nếu như cả nhà thích kênh Miền Tây Family cũng như là kênh Sam Vlog và kênh Việt Hiền Cúp Bò, nhớ like chia sẻ ủng hộ cái kênh nha cả nhà. Giờ thì bà cô cháu mình bye cả nhà. Bye bye. Bye.